The greatest and noblest pleasure which we have in this world is to discover new truths. And the next is to shake off old prejudices. Lạc thú vĩ đại nhất và cao quý nhất chúng ta có trên thế giới này là khám phá ra những chân lý mới. Và đứng sau nó chính là loại bỏ thành kiến cũ. Friedrich II.